Quân đội Ấn Độ bất ngờ mua xe bọc thép địa hình cực khủng. Các xe bọc thép bánh lốp này được coi là lời đáp trả của New Delhi trước động thái Trung Quốc điều các lực lượng xe tăng hạng nhẹ tới sát biên giới hai nước. Vừa qua, ông Radinger Bhatia, giám đốc công ty Bharat Forge cho biết họ xác nhận việc quân đội Ấn Độ đã đặt hàng 200 xe thiết giáp bánh lốp chở quân APC Kanjani M4 mới nhằm nâng cao khả năng vận tải chiến đấu của lực lượng này. Kanjali M4 là phương tiện bọc thép có khả năng kháng mìn, có sức nổ tương đương 50kg NTN ở hai bên hông xe và 14kg ở gầm xe. Năm ngoái, nó đã thực hiện thành công các thử nghiệm tại khu vực vùng núi cao tại Đông Lạt Đắc, nơi đang có các tranh chấp biên giới giữa hai nước, Trung Quốc và Ấn Độ. Đây là một sản phẩm được Công nghiệp Quốc phòng Ấn Độ phát triển phối hợp cùng với mẫu Taka Ketrel, dự kiến đơn giá cho một chiếc sẽ dao động trong khoảng 750.000 đô. Xe bọc thép có trọng lượng 16 tấn với khả năng chở theo tối đa 8 binh sĩ đầy đủ trang bị, kíp lái hai người, sản phẩm ưu tiên về hiệu suất hoạt động và khả năng bảo vệ cho binh sĩ với việc đạt tiêu chuẩn STANAG cấp 4 trên toàn bộ thân xe, đồng nghĩa với đó là có thể chống được đạn súng máy hạng nặng 14,5 mm bắn từ cự ly 200 m. Trái tim của xe là một động cơ diesel tăng áp cho công suất cực đại 465 mã lực, cho phép xe có thể đạt tốc độ tối đa tới 140 km h tầm hoạt động tối đa tới 800 km. Trang bị hộp số xe tự động cũng như nhiều thành phần của ô tô thông thường giúp giảm chi phí bảo trì bảo dưỡng, cũng như phụ tùng thay thế, cùng với đó là thân thiện với người vận hành. Nhìn chung, Kanjani M4 là một loại xe thiết giáp bánh lốp tốt với khả năng kháng mìn lý tưởng, tốc độ cao, linh hoạt và giá cả hợp lý, cực kỳ phù hợp với điều kiện tác chiến thực tế trong quân đội Ấn Độ hiện nay, nên việc nước này đặt mua số lượng lớn xe là điều rất tốt. Dù cho lục quân Ấn Độ đang vận hành hàng nghìn xe tăng thiết giáp các loại, tuy nhiên họ lại vô cùng thiếu thốn trong các dòng xe thiết giáp bánh lốp mà chỉ sử dụng chủ yếu là thiết giáp bánh xích, vốn nặng nề hơn cũng như kém sự cơ động. Trong thời gian qua, Ấn Độ đã liên tiếp có các hợp đồng đặt hàng số lượng lớn đối với những sản phẩm vũ khí do công nghiệp quốc phòng trong nước tự chế tạo, như việc mua mới thêm các xe tăng Arjun, tiêm kích Tejas và một cú hích mạnh nhằm mở rộng và nâng cao khả năng sản xuất vũ khí của quốc gia. Đây cũng là những nỗ lực nhằm gia tăng sức mạnh quân sự của nước này trong bối cảnh những xung đột với Trung Quốc tại khu vực biên giới Đông La Đắc đang ngày càng có những chuyển biến phức tạp hơn và việc thất thế và vũ khí trang bị của Ấn Độ là điều có thể thấy rõ. Do đó trong tương lai với hàng loạt hợp đồng mua sắm và chế tạo vũ khí mới, có thể Ấn Độ sẽ nhanh chóng bù đắp những khoảng trống và cân bằng hơn so với kẻ thù tiềm năng trong khu vực khi có các bổ sung kịp thời và đầu tư đúng hướng. Nếu như, như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ